Xin chào mọi người đã quay lại tới kênh YouTube của Tấn ha. Bữa nay là chủ nhật, mình chỗ tiệm trái cây nó có mấy nhân viên bị bệnh, cho nên là bà chủ mới kêu mình vô phụ để cho khỏi bị đông khách quá chờ lâu. Cho nên mình đang ở chợ Victoria nè. Bữa nay là mình đang ở đang ăn trưa, cho nên mình cũng đang tranh thủ quay kiến thức cho các bạn coi. Cái mai mà có đi Melbourne về, mà có tới Melbourne ngày chủ nhật á, nên xuống chợ Victoria thăm. Tại chợ biết ngày chủ nhật nó có cái chợ trời đó, ngoài đó có đồ ăn rồi có tùm lum đó, cho nên nó khác mọi ngày thường. Và mình cũng muốn nhắc mọi người là chợ Victoria này nó là thứ hai với thứ tư nó đóng cửa ha, cho nên là có ai mà tới đây mà muốn đi chợ ngày thứ hai hoặc thứ tư á, là chợ nó không có mở cửa. Cho nên mình tới đây là cái chợ nó vắng lắm. Và cũng muốn nhắc mọi người là ở Melbourne á, là nó cấm mấy cái bọc ni lông, cho nên là mình có muốn đi chợ đó mình tự đem mấy cái bọc ni lông của mình, hay là mình có thể mua một cái bọc ni lông mà người ta tái sử dụng á. Rồi trên giờ để Tấn dẫn mọi người đi xem cái trời ở chợ Victoria là như thế nào. Ok, ở đây nó có tiệm bán bông nè ha. Rồi hồi nãy mình cũng đi ngang cái tiệm của Tấn để Tấn cho và quay cho bà con coi là nó nhìn giống sao ha. Ngoài này là thường là ngày thường là nó sẽ là cái chỗ đậu xe, cái bãi đậu xe. Thường ở đây á, cái này là cái van, cái donut van, là cái xe bán bánh donut rất là đắt khách. Cái line á, để cho các bạn coi người ta chờ mua bánh này nè. Hồi lâu á, mà trước khi người Trung Quốc bị cấm qua Úc á, là cái đường nó rất là, người chờ nó rất là dài hơn nữa. Giờ người ta chờ thì cũng ít rồi. Chỉ mua cái bánh này ăn thôi. Bánh này là chỉ là có bột chiên, rồi nó tẩm đường, rồi ở trong đó nó nhồi jam á, jam cũng như là jam dâu nó nấu lên rồi nó bỏ đường vậy thôi. Rồi đó, đây là cái chợ trời nè, người ta đi đây nhiều lắm. Và bữa nay cũng trời cũng không có nóng lắm, khoảng 25 độ à. Nhưng mà cũng muốn nhắc là mọi người là khi mà nếu mà qua Melbourne đó, mùa hè đó, nhớ sức kem chống nắng nha. Ở đây tuy thời tiết nó không có nóng, nhưng mà nếu mà 20-25 độ nó không có nóng đó. Mà cái nắng rất là khắc, rất là độc, cho nên mình nên sức kem chống nắng để không thôi bị phỏng da đó nha các bạn. Trời là ngày chủ nhật nó có mấy cái sạp ăn đồ nó rất là khác, nó chỉ thêm mấy cái sạp này thôi, còn mấy cái chỗ kia cũng khác nữa. Kiểu như mà ở đây mình có thể thấy cái xe bán đơn lạnh nè, người ta chờ tới cái tiệm của Tuấn luôn. Aiden chờ đứng đó tới chờ luôn. Thì cái tiệm của Tấn là ở đây nè. Rồi để mình đi vô thử ha. Đó. Rồi đây thì nó bán kem. Người ta chờ, tại bữa nay nóng, người ta chờ ăn kem nè. Gần bên này người ta bán linh tinh rồi, đồ lưu niệm rồi ha. Ở đây thì cây kiển, cây nhỏ rồi đó. Đó. Hôm nay là chỉ có chủ nhật thôi. Chủ nhật mà ra đây mới có mấy cái sập hàng như vậy. Còn cái này là nó bán khoai tây chiên. Khoai tây chiên là như cái ông nó đang cầm đó, là 8 đô một cây.
8 đô một cây, mà một cây đó là chỉ có một củ khoai tây thôi. Nó hơi mắc. Ăn cũng ngon nhưng mà nó hơi, đối với tính là nó hơi mắc à. Nhưng mà mấy đứa nhỏ rất là thích. Bữa nay là để coi nó có cái sạp ăn nào ha. Ở đây nó có bán nước mía nữa nè. Nước mía siêu sạch. Đó là mấy cái bạn. Ở đây thì nó bán, bắt đầu nó bán đồ ăn nhưng mà cũng không có nhiều lắm, có mấy sạp à. Rồi thịt nè. Thịt nó nướng lên rồi nó cắt ra cho mình mua giống vậy đấy à, đồ nướng rồi. Bữa nay rất là nóng, nắng. Người ta thích đi chợ, mấy cái chợ này là để có thể thưởng thức mấy cái đồ ăn của mọi giống như là khác nhau á, ở chung một chỗ đó, cho nên họ rất là thích. Rồi như đó là thôi. Rồi ở đây là kem chiên, kem nó chiên. Rồi trong đây nó cũng có một cái sạp đồ ăn, có đồ nó bán con vẹm á, có cái xe bán con vẹm nó hấp á, lại cái sốt của nó. Nhưng mà các bạn có thể thấy cái xe đó nó rất là độc đáo. Mình thấy trên á là nó như là một cái ốc vậy đó, chiếc xe này nó làm như là nó thiết kế là như cái vỏ ốc vậy đó, vỏ ốc con vẹm vậy đó. Nhưng mà mình nhìn trên đó là mình có thể thấy à, người ta cuối tuần lên đây ăn rất là nhiều. Đây, chói quá. Rồi. Ở đây là dưới là bán trái cây. Rồi xuống hết đó là cũng là dưới là chợ bình thường mỗi ngày của chợ Vic thôi ha. Rồi tôi muốn chỉ cho mọi người là nếu mà có mọi người có muốn ăn donut đó, nhưng mà không có muốn chờ chỗ kia lâu á, mình có thể đi một chỗ khác nó ăn, nó bán cũng ngon lắm, nhưng mà cái donut khác, cái donut của người Tây Ban Nha ha. Nhưng mà mình mua cái donut này mình có thể chấm chocolate nữa, mình có thể mua chocolate này để chấm nữa. Đây cái tên ạ. Rồi để mình đi lên, nếu mà từ cái Seven Donut đó ha, cái Seven Donut đó, cái tiệm của Tuấn là ở đây bên cái Seven Donut, là mình sẽ đi qua đối diện đó thôi. Rồi mình đi vô cái đường này nè, nếu mà mình lên đó là nó là cái lòng nhà, lòng chợ Y ha. Mình đi thẳng xuống đây mà nó bán rất là nhiều đồ linh tinh đồ. Mình chỉ cần đi thẳng xuống là nó sẽ có một cái chiếc xe bán donut nữa. Rồi ở đây thì nó bán lâu là nó bán rất là đắt, nó ở ngoài. Nó ở ngoài ngoài đường á, người ta cũng chờ lâu lắm để mua. Bây giờ là tại vì nó chợ bắt nó dời vô, cho nên là người ta đi ngang không có thấy nó nữa, tại nó dời xích vô trong rồi. Cho nên là về ra đây là vô đây là nó é, nó không có đắt như là hồi lâu. Trong đây người ta đi shop thì cũng ít. Cái này là trong này là giống như là quà lưu niệm đồ hay là mấy cái đồ linh tinh á. Còn mấy cái nhà lòng bên Tuấn làm á là bán trái cây, rồi đi thẳng vô là sẽ vô chợ cá đồ luôn.
bán đồ ăn rồi đó, cho nên bên kia là khách đông hơn, khách du lịch đồ, bên này thì nó cũng ít, bên kia là khách nội địa lại khách du lịch cũng nhiều. Đây là quà lưu niệm nè, ngoài người ta đây mua quà lưu niệm đó, mua ha. Rất là nhiều luôn. Xe này hồi lâu là nằm ở ngoài góc, ngoài đường này nè, đường đi đó, cho nên người ta có thể đi ngang thấy nhiều lắm. Giờ nó nằm ở trong này rồi, nó khuất ở trong này rồi, nên người ta không có đi ngang thấy nó được nữa, cho nên không có để ý để ăn ha. Giờ mình treo một miếng để mình ăn ha, rồi mình có thể mua cà phê uống luôn. Ok, rồi đi, để mình đi mua cà phê trước đã. Ở đây là nó bán cái tay nền ha, nhưng mà mình có thấy cái giá đó là mình có thể mua một cái là 1.50 đồng, hoặc mình mua 7 cái là 6 đồng, rồi mình có thể mua sốt, cái là pháp lệnh sốt để chấm đó ha, là thêm 3 đồng, rồi mình sẽ mua cái 6 đồng, như lại cái sốt để chấm là 3 đồng hay là 9 đô đó ha, rồi 9 đô, rồi mình sẽ mua xong rồi mình cứ các bạn xem ha, xem người ta cái này đó. Rồi họ chiên trong cái dầu đó, rồi đem vô đây rồi để dưới đây. Nhưng mà mình cũng muốn ăn đường á, đường muốn ăn đường thì người ta sẽ bỏ đường vô cho mình ha. Okay. Ở đây họ có bán taco nữa nè, đó bán taco, cho nên đồ ở đây đồ của người Tây Ban Nha ha các bạn ha. Rồi giờ để mình mua xong rồi mình quay tiếp ha các bạn. Rồi các bạn ơi, mình mới mua cà phê nè, mình mới mua cà phê của cái chỗ đối diện cái tơi nạch này, cái xe tơi nạch này ha. Rồi mình mua bảy cái churros ha, 7 cái là để mình cho bạn coi một cái là nó dài bao nhiêu. Giờ mình mua một cái sốt chấm ha, sốt sốc là chấm ăn ha. Một cái nó rất là dài chứ không phải là nó ngắn đâu, 7 cái là cũng lòi thọng luôn á. Cho nên cái này mình đi mình mua, nhưng mà ít người á, nếu mà đi một mình á thì mua một cái hai cái ăn thử thôi ha. Tại mình ở đây mình có làm với lại có nhiều người làm ở trong chỗ làm, cho nên hồi đó mình đem về mình chia cho họ ăn ha. Một cái này một cái dài quá trời dài, ăn một cái này cũng lòi thọng rồi đó. Nếu mà các bạn cứ tới đây mà ăn á, ăn thử cái tên này đó, mua một hai cái ăn thôi ha, ăn cho thử cho biết, nó rất là ngon, nó rất là giòn, rất là chiên rất là giòn. Rồi, mình có thể mua sốt, có 3 loại sốt, còn lên hai loại là cấp được, 1 loại là khao buộc ha. Chấm ăn thôi. Nó không có dầu lắm, chiên nó rất là giòn. Tại thường nếu mà chiên cái này nó rất là giòn mà nó thấm dầu rất là nhiều. Cái này thì cũng không có dầu gì nhiều lắm. Để mình ăn không để coi nó có ngon bằng với sốc nữa không. Rất là mềm. Nó có mấy cái đường này nè, đường cát á, khi mà uống vô nó chảy hết rồi, để nó làm cũng ngọt lắm. Hãy một cách hơn, trong khi mình chờ đeo á, mình có thấy người ta vô the top rồi, mình quay được chút hỏi cho các bạn xem ha. Ngày đó đây nó cũng bán giống như là mấy đồ ăn mặc giặt của Tây Ban Nha vậy đó, ăn hàng vậy đó. Các bạn muốn ăn thử thì cũng nên ăn, để lâu lâu mình qua Úc thì ăn thử mấy món khác ha. Thank you.
my friend sister. She asked me if I can stay here to shop. Ăn nó rất là giòn, ngon lắm. Theo ý của Tuấn là cái này, là cái này nó ngon hơn ăn cái đơn đặt kia nữa. Để hồi nữa mình về mình mua thử cái đơn đặt kia, rồi mình quay cho các bạn xem ha. Rồi cứ thì cái này á, nóng cứ gần chờ lâu, cái gì chờ rất là lâu. Ăn cũng ngon, ngon, ngon bằng. Cà phê ở đây đó rất là ngon. Cái trong này nó có cái gì là cái máy nó tự rang cà phê luôn á, cho nên họ mua cà phê sống thì họ tự rang, cho nên là họ cũng là nhà tự cung cấp cho nên họ mua cà phê ngon gì. Mình ăn thêm một cái nữa rồi mình đi quay lại làm, rồi mình quay cái chỗ làm cho mình cho tính cho mọi người xem ha. Giờ là cũng giờ trưa thì giờ là cũng muốn bán cho hết hàng để về. Cho nên ngày mai là thứ hai, giờ không có mở cửa đó, nên mình muốn bán cho hết hàng. Ngày thứ hai mình đi chợ đầu mối, đám chủ đi chợ đầu mối mua thêm mấy cái mới để từ sau bán. Tưởng ăn mới có hai cái này mà thấy cũng muốn no rồi. Mình đi mấy cái chợ này ăn thử mấy mỗi cái một chút chút, rồi mình để mình có thể thử nhiều món khác ha. Cái tên này á là nó mở mỗi ngày chợ mở cửa ha mọi người, là thứ hai cái thứ tư đóng cửa. Chấm sốt là rất là ngon, là sô cô la ha, sốt sô cô la nè. Mọi người nhưng mà cứ đi muốn ăn thử đi, một hai cái để thử đi, không phải là ăn nhiều quá ngán. Ở đây là họ đang làm cái thắt rồi nè các bạn. Người ta đang làm cái thắt rồi nè. Cái này là cái chiếc xe tai nạn nè ha các bạn ha, giờ người cũng ít rồi ha. Ở bên cái tiệm mình là người cái tiệm bán trứng. Ở cái này cái tiệm mình nè, cái tiệm mình là như vậy này nè. Bán mấy cái mặt hàng dâu đồ nho này, nho không hột cũng rất là ngọt nữa nha các bạn. Chanh, nếu mà các bạn nào mà có qua đây mà cũng muốn mua chanh nó rất là mắc. Chanh ở đây là chanh nữa, rồi lấy cherry rồi nè, dâu rồi.
ở đây người ta cứ mùa này là mùa trái sung ha, trái sung sung của Úc á. Có người qua đây cứ hỏi cái này là trái gì vậy? Mà trái gì không biết là trái gì mà trái sung Úc ha, trồng ở đây, trồng ở Victoria luôn á, là cà chua. Cái tiệm là nhìn giống vậy nè, rau cải tùm lum, ớt rồi gần. Oh my god. Đấy, cái này là cái đây cả, cái này là bông bông cải baby. Những mặt hàng này là chỗ mình bán nè, cái này cái tiệm mình làm cho cái tiệm này. Rồi. Giờ là cũng gần giờ đóng cửa cho nên mình mặt hàng cũng bán sắp hết rồi. Rồi mình quay tới như đây thôi ha. Ok, bye mọi người.